Chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của em Vũ Duy Ô Tô. Vũ Duy Ô Tô chuyên bán các cái dòng xe ở đâu không có, ở đó có Vũ Duy Ô Tô. Vâng, chính vì đặc điểm đó nên là hay gọi là em Vũ Duy Ô Tô, chuyên ra các dòng xe lằng nhằng khu khoằm. Còn hôm nay thì em chuyển chủ đề sang những chiếc Toyota Camry. Trước mắt các bác đang là một chiếc Toyota Camry sản xuất năm 2010. Xe cực kỳ đẹp luôn. Và đây là một chiếc xe nhập khẩu nha các bác nhá. Camry nhập, vâng, bản 2.0, ăn xăng như ngửi luôn và tiết kiệm nhiên liệu, bền lành. Đặc biệt là con này thì vẫn còn zin từ nội thất máy số đến gầm bệ luôn. Xe rất là chắc chắn và giá tiền của chiếc xe này thì vô cùng tuyệt vời. Với chiếc xe này quý vị các bạn có thể đoán đấy ạ, vâng, nó chỉ nhô khoảng hơn 400 một chút thôi là các bác đã sở hữu ngay được mẫu xe thời thượng này rồi. Đẳng cấp, đẹp và nói chung là chả chê được cái gì. Từ kiểu dáng cho đến khung sườn, tôn vỏ, gầm bệ của xe thì đúng là hàng chất, thương hiệu đến từ Nhật Bản và nó được nhập khẩu lên là cái thiết kế kiểu dáng nó không, trông nó rất là luột là. Nếu bác nào mà mua những còng Camry nhập Mỹ bản lời á thì các bác biết rồi, những cái dòng xe đấy được rất nhiều người ưa chuộng và giá của nó thì bao giờ cũng nhỉnh ngang hai đời so với dòng xe Camry sản xuất tại Việt Nam. Còn đây là một chiếc xe nhập khẩu, vâng, bản 2.0e, xe nhập của Nhật Bản nên là cũng rất là chất luôn các bác nhá. Với hệ thống cảm biến lùi, cam lùi. Rồi xe thì được trang bị rất nhiều các cái chức năng tích hợp. Nhưng mà tuy nhiên đây là một chiếc xe gọi là trang bị tầm trung thôi, chứ không thực sự là bản full kịch. Nhưng mà với cửa gió điều hòa vùng sau, rồi nội thất ghế da cao cấp, trần sạch sẽ, con này thì không có cửa nóc các bác nhá. Vâng, động cơ máy nhỏ nhắn, xinh xắn thì đây cũng là một mẫu xe mà được rất nhiều người ưa chuộng luôn. Tại thị trường Việt Nam thì Toyota Camry là một dòng xe mà cứ ai ngồi lên thì được mệnh danh là đại gia rồi. Cái đấy thì ai cũng biết đúng không ạ? Vâng, còn bên em Vũ Duy Ô Tô thì nói chung là buôn những cái dòng xe cũ này là mục đích để cho các bác ai cũng có thể là đến được với những chiếc xe tầm trung, tầm cao hoặc là tầm thấp mà các bác chỉ bỏ ra một cái số tiền vừa phải thôi. Đây là một chiếc xe mà rất là đẹp luôn. Lớp sơn của xe thì màu trắng, phải nói là trắng sứ rất là đẹp, bóng. Độ bóng cao, tỷ lệ sơn zin của con xe này thì nói thật các bác là nó cũng còn khá là nhiều đấy ạ, đến 70%. Đương nhiên là theo nhiều năm tháng rồi thì không thể tránh khỏi những cái khiếm khuyết, ví dụ như là quẹt, rồi xước nhẹ, rồi lầy nọ. Thế nhưng mà độ chất của con xe đấy các bác nhìn qua hình ảnh thì các bác biết ạ. Vâng, lớp sơn của xe vẫn còn bóng và độ bóng khá là cao luôn. Con này thì đăng kiểm đến tháng 5 năm 2022 và khi mà nhìn vào cái đồng hồ công tơ mét được có 8 vạn thì phải nói là quá là giữ gìn và đi ít luôn. Chiếc xe mang biển số 18A09667 là biển số thành phố Nam Định. Với cái phần nẹp chrome của xe là form mới các bác nhá. Nẹp chrome 4 cạnh G và cái phần nẹp này trông nó rất là sang trọng và khỏe chắc cho xe. Thế còn hệ thống đèn của chiếc xe thì được tích hợp đèn bi cầu projector. Và cái đèn này thì nó có hệ thống chống rung bật, hệ thống chống rung lắc với kết hợp với đèn pha của chiếc xe là đã được thay lên bóng LED rồi. Nên là công suất sáng của xe thì rất là cao và cái đèn này trong đêm đi thì quá ok rồi. Ánh sáng của đèn thì tốt và bầu đèn thì vẫn còn trong các bác nhá. Trong vắt như thế này luôn chứ không hề có bị ố vàng. Xe được giữ gìn rất là cẩn thận và trông nói thật các bác là nhìn như xe mới luôn. Chẳng chê được cái gì. Vâng. Một chiếc xe đẹp như thế này tội gì không mua. Bên em Vũ Duy Ô Tô đang bán chiếc xe này giá rất là mềm luôn cho các bác. Vâng, cản trước này các bác nhìn này, không có lỗi lầm luôn, cản trước sạch sẽ đẹp đẽ luôn nhá. Và xe thì đảm bảo các bác là không có đâm va tai nạn, không ngập nước, máy số chạy cực ngon và lành. Và đặc biệt là chiếc xe này thì bao cam kết cho các bác là không phạt nguội trên toàn quốc luôn, đảm bảo bảo hành cho các bác luôn nhá các bác nhé. Vâng, hệ thống la răng của chiếc xe thì dòng này là nó là dòng bản nhập nên là la răng trông nó cũng rất là độc luôn. Vâng, các bác có thể đếm la răng đấy ạ. Đây là la răng 10 chấu. Bình thường dòng này nó sẽ có 9 chấu. 9 chấu thôi các bác nhá. Nhưng mà đây là một cái la răng 10 chấu. Đấy, logo Toyota và 4 quả lốp Michelin. Dòng lốp 2560 R16. Vâng, phanh đĩa 4 bánh ABS an toàn cộng với rất nhiều chức năng tích hợp chống trơn trượt, cân bằng, bó cứng rồi các thứ linh tinh cả. Đấy, rất nhiều chức năng được tích hợp trên chiếc xe này. Và xe thì đẹp nên là các bác nhìn cua lốp này, ngay cái phần cua lốp này. Các bác nhìn ạ, vâng, nó rất là đẹp và không hề có lỗi lầm. Con này thì về trong buổi chiều muộn ngày hôm nay, thế nên là bây giờ thì em review thì nó hơi tối một chút thì các bác thực sự là thông cảm. Đấy, lớp sơn và thực sự là đây là hình ảnh bên trong video thôi, chứ các bác ra bên ngoài ấy, nó còn trắng đẹp hơn nữa cơ. Vâng. Với cái tầm
tiền chỉ loanh quanh 4 đồng, hơn 4 đồng một chút. Nhưng các bác đã sở hữu ngay được một chiếc xe đẳng cấp thời thượng mà form nó cũng là form mới. Vâng, giá cả thì mềm, xe thì cứng. Và với cái tầm tiền như thế này thì nói thật là các bác cũng rất được nhiều mua được nhiều mẫu xe. Nhưng mà để mà mua được một chiếc Camry như thế này, vâng, form mới này, có đuôi gió này, rồi thiết kế cũng rất là mới luôn. Body sau, đèn sau đây các bác nhìn này. Thì là thực sự là đây cũng là một chiếc xe đáng các bác lên nghiên cứu ạ. Vâng, hệ thống đèn sau, ôm dọc thân và bầu đèn thì trông rất là sáng và nét nhá. Tất cả các cái chi tiết của xe vẫn còn rất là luật là. Vâng, bên em thì có rất nhiều khách và hay thường xuyên đặt dòng Camry. Thì hôm nay một chiếc Camry màu trắng, hàng cực hiếm luôn. Thường thường thì Camry sẽ có màu đen. Vâng, thường thường Camry sẽ có màu đen. Nhưng những ai thích màu trắng ngọc trinh, sự sang trọng, đẳng cấp nổi bật thì hãy đến với chiếc xe này. Một chiếc xe Camry đẹp không đối thủ luôn. Vâng, con này thì đây các bác nhìn này, Camry bản 2.0e. Vâng, chỉ là 2.0e chứ không phải là bản 2.4 như những cái dòng xe Camry bản G, 2.4G bản Việt hay là 2.4 bản LE nhé các bác nhá. Nên là mức độ tiêu thụ ăn nhiên liệu của chiếc xe này nó rất là ấn tượng luôn. Máy nhỏ ăn xăng ít, vâng. Và thời buổi này xăng nó đắt thì đi Camry mà lại mất ít tiền xăng thì tội gì không đi. Vâng, đấy các bác nhìn ạ, tất cả la răng của xe đều bóng sáng nhá, không hề có chảy xước. Và lốp thì là mới, tất cả lốp đều mới luôn, các bác nhìn này. Đấy, lốp mới tinh luôn, dày khự luôn nhá, dày như lốp mới. Và xem nào, năm lốp rồi, ui giời, tuần 48 năm 2020. Đấy, có nghĩa là mới thay được từ năm trước thôi, năm ngoái. Đấy, thay một dàn lốp mít từ năm ngoái thì tội gì không xem. Xe thì các bác về chỉ có việc đi, không phải làm gì. Xi nhan tích hợp trên tay gương, gương kính, cục xòe điều chỉnh điện đầy đủ nhá. Và đây các bác nhìn này, hạn đăng kiểm đến tháng 5 năm 2022 luôn. Hạn đăng kiểm còn rất là dài. Hệ thống cửa này, đấy, rất dày, tôn vỏ dày chắc chắn luôn. Và lớp sơn của xe thì bóng đều xung quanh xe. Đấy, keo chỉ zin, keo chỉ zin đều. Đấy các bác nhìn nhá. Vâng, keo chỉ zin luôn. Đấy. Và sơn này, đấy các bác nhìn tem nhãn của nó còn nguyên. Đấy, tất cả các cái lớp sơn zin của nó còn nguyên. Hệ thống nẹp chỉ chống ồn của xe rất là tốt. Và đặc biệt là con này là bản xe bản 2.0e với nội thất ốp gỗ vân vân gỗ. Đây các bác nhìn. Đấy, nội thất ốp vân gỗ sang trọng lịch lãm và vân gỗ là con vân gỗ nó đỏ nhá các bác nhá. Đấy các bác nhìn này. Đấy. Màn hình đa chức năng có kết hợp cam lùi, điều hòa điều chỉnh auto hai vùng. Đấy, có chế độ auto và cần số tự động này các bác này. Xe Camry thì đi chỉ có số tự động thôi nhá. Lắm bác cứ hỏi có số sàn không, em cũng chịu. Đùa các bác chứ lắm bác hỏi toàn câu buồn cười thôi. Thế còn phần táp lô đây, các bác nhìn ạ, táp lô thì có túi khí an toàn cho người phụ này và túi khí an toàn cho bên người lái ở vô lăng. Đấy. Rất nhiều chức năng tiện lợi trên chiếc xe. Vâng, dòng Camry là một cái dòng xe sang đẳng cấp rồi. Vâng, những ai có tầm tiền vừa phải loanh quanh khoảng hơn 4 đồng thì các bác có thể sở hữu ngay được mẫu xe này. Vâng, phần da sờ rất sướng luôn. Tay nắm dán vân carbon này. Rồi phần gạt tàn gần như là mới tinh luôn. Người ta không dùng ạ. Vâng, xe đẹp không dùng, chẳng chê cái gì. Kính điện thì đây. Và con này thì được dán phim vừa là chống nhiệt cũng như là vừa là để làm sao cho nó tối cái không gian bên trong chiếc xe nhá, dành cho những đại gia. Vâng, ghế của xe là ghế da zin. Và các bác có thể để ý là phần ghế da zin, nhưng mà nó theo năm tháng rồi thì cái này nó cũng đã cũ theo thời gian, thì cái này bình thường thôi các bác nhá. Nhưng mà chất da của nó thì đúng là da xịn, nó khác, sờ nó bao giờ nó cũng có cảm giác nó mềm và chắc chắn. Đấy, bệ tì này. Đấy, bệ tì vân gỗ đây, ốp gỗ này. Và bệ tì trên, bệ tì sau đây. Và đặc biệt là con này thì có một cái hay này. Đấy, cửa mở ra khoang đằng sau. Ví dụ bác nào mà có súng đạn hay đồ nghề giờ tiền mặt nong các bác giấu ở đây thì ok luôn. Đấy, quá ok luôn ạ. Vâng. Đèn trần, đấy, đầy đủ các cái chức năng. Và trần nỉ con này rất là sạch sẽ luôn. Đấy, không chê cái gì. Một chiếc xe đẹp và cửa gió điều hòa vùng sau cho những ai ngồi phía đằng sau mà cảm giác mát. Con này thì có hai cái màn hình, hai màn hình ở đằng sau ghế, nhưng mà thực sự là từ lúc về đến giờ là em chưa khởi động được hai cái màn hình lên. Thì cái này sẽ kiểm tra và làm sao cho nó lên được màn hình là ok rồi. Vâng, xe đẹp tội gì, mình đầy đủ các chức năng nhé các bác. Đấy các bác ạ, ngay từ cái tiếng đóng cửa nó đã chất rồi, nó khác hoàn toàn rồi. Thế còn phần cốp thì đây, em sẽ mở các bác cho để các bác cùng check cái phần cốp của xe, để cho các bác biết rằng là xe nó ngon như thế nào. Mình để check phần cốp để xem là có đâm va hay không ạ. Vâng, đây các bác nhìn này, chỉ cốp nó còn nguyên này.
chỉ cốp còn nguyên và các cái tem này còn nguyên nhá. Đây tem ngay từ sơn zin này. Đấy, tem chỉ cốp này. Đấy, ngay cái lỗ đinh hàn này. Đấy, các bác nhìn nhá. Vâng, keo chỉ zin đấy ạ. Vâng, chỉ zin, xe đẹp. Và có xì tốt một chút này. Đấy. À, cái chất sơn nhìn thấy biết ngay. Nói chung là có sao báo vậy. Vâng. Còn những cái phần này thì có xì tút thì không vấn đề gì các bác nhá. Xì tút xì tát bình thường thôi ạ. Vâng, không phải là đâm va tai nạn là được. Đấy. À, cái phần quẹt đây các bác nhìn này, phần ốp sau của nó này. Đấy, nó vẫn còn rất là nét luôn. Chứ còn nhiều bác thì cứ kỹ tính quá, nói thật với các bác chứ. Đấy, xe người ta đi nhiều năm mà người ta giữ được cái này. Nhưng mà khi mà em nhìn thấy cái này này thì em mới biết rằng là con này không phải xì tút vì là xe người ta đâm va đâu. Mà đấy các bác nhìn cái sàn đây này. Cái này là chủ cũ trước là người ta sử dụng chở cái hàng hóa nó nặng ấy. Thế nên đâm ra là nó chảy xước quá nhiều luôn. Thế nên là cái chuyện mà cái phần đằng sau người ta phải xì tút lại là chuyện đương nhiên. Thế còn lốp sơ cua đây. À, lốp sơ cua này. Đầy đủ nhá. Vâng, đầy đủ luôn. Tầm này thì nói thật các bác là tầm bắt đầu tối rồi. Đèn đường đã phải bật lên kia rồi. Đấy, thế nhưng mà xe vừa về thì tội gì không quay cho các bác để các bác cùng chiêm ngưỡng ngay vào tối nay. Và cũng để cho các bác nào muốn mua xe thì các bác có thể là đến với kênh Vũ Duy Ô Tô nhanh hơn và nhiều hơn. Vâng, tiếp theo thì ta sẽ đi vào khoang lái. Vâng, con này thì keo chỉ zin tất cả các cánh nhá, các bác không phải lo nhá. Vâng, đội ngũ bên em lành, người ta đảm bảo cam kết và người ta đã đi mua rất là nhiều xe rồi, trình độ thợ rất là cao. Đấy, máy 2.0 bản Nhật toàn chữ của Nhật Bản thôi. Đấy, xe nhập nó khác, nhìn nó chất ngay từ bản lề này, các bác nhìn này. Ngay từ cái bản lề đây. Đấy, bản lề này. Đấy, các bác nhìn biết ngay xe nó cứng như thế nào. Vâng, gương kính cục xe điều chỉnh điện, vô lăng tích hợp cũng khá là nhiều chức năng. Đấy, cục đây. Đấy. Chức năng cục xe đầy đủ nhá. Vâng. Và chỉnh điện ở đây, có hệ thống hỗ trợ dừng của xe, cảm biến dừng. Và trên vô lăng thì chiếc xe này được tích hợp cũng khá nhiều chức năng. Tùy chọn là âm thanh, cài đặt âm thanh, rồi cài đặt về phần nhiệt độ, cài đặt trên xe, túi khí an toàn. Đấy, và đồng hồ thì hiển thị 8 vạn rưỡi này các bác ạ. Đồng hồ sáng láng xịn xò luôn. Màn hình đa chức năng, có nhạc, bật nhạc này. Đây là đang bật nhạc ấy thôi, đang bật radio rồi. Em thử bật USB này, không có. SD nè, cảm biến, cái này nó cảm biến, đây này nè, không thấy gì. À, tạm thời là không có USB cắm vào đây nhá các bác nhá. Còn có thì sẽ có nhạc luôn cho các bác luôn. Rồi, và bây giờ ta sẽ đẩy nổ chiếc xe nhá. Vâng. Đấy, máy rất là êm. Và nói thật các bác là các bác ngồi đây thì các bác gần như là không nghe tiếng máy luôn ạ. Con này máy rất êm luôn. Hệ thống cách âm của xe rất tốt. Khi mà em đóng cửa lên thì con này lúc nãy ngồi trong xe gần như là không nghe tiếng ngoài luôn. Vâng, máy cực êm luôn. Dòng máy Toyota nó lành, nó bền và tiết kiệm nhiên liệu. Và đặc biệt đấy các bác ạ, chống thủy lực vẫn còn rất là ngon. Và đặc biệt đây, các bác chỉ cần nhìn đây này, tem của xe còn nguyên này. Tất cả các cái tem, từ là tem dung môi làm lạnh này, rồi tem động cơ này. Đấy, còn nguyên nhé, 2010 này các bác ạ. Đấy, 2010. Tem nhãn còn nguyên vào đây. Nếu mà đã còn nguyên thì đây là sơn zin này. Sơn zin này. Động cơ đây các bác nhìn này. Đấy, bầu khí thải này. Nó hiển thị rất rõ ràng. Đồ Nhật bao giờ tiêu chuẩn nó khắt khe. Tất cả các chi tiết của người ta rất rõ ràng luôn. Chứ không có lèo nhào như các cái dòng xe của các cái hãng không tên tuổi. Đấy. Đinh hàn ốc này. Bản lề này. Và các cái phần sườn thì các bác yên tâm nhá. Bên em đảm bảo cam kết cho các bác. Còn đâu là đây các bác nhìn ngay từ tai đèn này. Đấy, tai đèn đây. Hoặc là các cái phần tai bên này này, đầu răng ngang này. Đấy, các bác cứ nhìn kỹ đó. Vâng, xe đẹp, em quay kỹ lắm. Thế này là bác nào mà yêu thích cái dòng xe Camry thì nói thật các bác là không nên bỏ qua chiếc xe này luôn. Một chiếc xe đời 2010 giá mềm. Đấy, mềm ngoặt luôn. 2010 mà với xe Việt thì nó phải rơi vào tầm ngót nghét là gần 500 rồi. Vâng, hoặc là Camry nhập thì nó sẽ phải rơi vào tầm khoảng 550. Thế nhưng mà đây là một chiếc xe chỉ loanh quanh hơn 4 đồng thôi. Giá rất là mềm luôn cho các bác. Đấy, xe vừa về xong rồi các bác nhá. Máy rất là ngon. Động cơ VTVI 16 van. Đấy, cam kép. Máy rất là ngon, động cơ 2.0 nhỏ, tiết kiệm nhiên liệu và ăn xăng như ngửi luôn. Đấy, dòng Camry là một dòng xe thì các bác biết rồi. Nó đậm, nó chất nên là đương nhiên là độ xăng ăn thì cũng phải tương đương với các cái mức độ
trọng lượng của xe. Thế nhưng mà đấy, một chiếc xe ngon, máy số mượt mà, không có lỗi lầm, xe vừa về xong. Và bây giờ em sẽ bật cái hệ thống đèn của chiếc xe lên. Vâng, hệ thống đèn có chức năng gọi là cân bằng ổn định. Úi xa, các bác nhìn này, đèn pha của nó cũng là đèn hệ thống đèn LED nhá, đèn LED công nghệ mới. Đấy, đứng ở đây nó đã sáng như mức độ như này rồi. Đấy, quá sáng luôn, ánh sáng xanh các bác nhá. Ơ mà sao lại không bật được cái đèn bi cầu nhỉ? Khả năng em bị vặn quá đà. Sao nào? À đúng rồi. Đây đây đây. Ai chà, cái con này nó vừa về xong nên là đâm ra là cái gọi là cái sử dụng em vẫn còn hơi bị lạc hậu với cái chiếc xe này đó. Vâng. Ý em sẽ kiểm tra lại hệ thống bi cầu. Ai chà. Đấy, các bác nhìn nhá. Vâng. Cái này em sẽ kiểm tra lại hệ thống bi cầu với hệ thống đèn gầm xem nào. Đây là tắt, bật gầm. Có rồi. Đúng rồi. Không sai một tí nào. Thế nhưng mà lại không thấy sáng. À. Rồi rồi rồi, thảo nào. Vâng. Cái này thì đấy, các bác ạ. Đèn nó sáng như này này. Thế này là những bác nào mà đây bi đây nhá, bi lên bi rồi này. Đấy, lên bi đó. Vâng. Các bác nào mà quan tâm đến Vũ Duy ô tô, quan tâm đến những chiếc xe vừa độc, vừa lạ, vừa ăn chơi thì hãy đến với em Vũ Duy ô tô. Vâng, em Vũ Duy ô tô có địa chỉ tại Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng các bác nhá. Cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi em Vũ Duy ô tô với một chiếc xe Camry đời 2010 nhập khẩu. Xe cực kỳ đẹp luôn, không lỗi lầm. Người ta hay có câu là đẹp mượt mà không chói lóa. Vâng, xe này là các bác nhìn này. Đấy, nó mượt như thế này cơ mà. Thì tội gì không đến xem xe. Vâng, cảm ơn các bác. Xin chào, tạm biệt, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Chúc các bác có được cho mình những chiếc xe yêu thương. Đấy, con này thì gầm bẹ khỏi phải chê nhá. Em không thèm quay luôn đấy. Vâng, xin chào các bác. Vũ Duy Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.